hồn của con trong tay Ngài. Con tìm về núp bóng bên mình Chúa, nương nhờ chớ để lòng con tủi thân sầu heo. Bao giờ linh hồn này xin phó dâng về Chúa trung hậu, xin dụ tình ban xuống ơn cứu độ. Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài. Quân địch thù vây xung quanh chọc phá, treo ghẹo đám bạn bè thân thiết này nhạo báng, chê cười. Hết một người xa lánh không nhìn đến thân này, như chiếc bình này đã vỡ tan tành. Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài. Chính Ngài thật là đấng con hằng luôn tin cậy. Chính Ngài là Thiên Chúa con thờ kính đêm ngày. Đấy vận mạng của con do ở Chúa an bài, ơn phù trợ giải thoát con van nài. Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài. Xin tỏa người nhan thân bao từ bi diệu hiền, đến bảo vệ mang con theo lượng Chúa nhân từ. Hãy mạnh dạn này ai trông cậy Chúa không rời, thêm can trường luôn vững tin nơi Ngài. Lạy Cha,